6 hộ bị ảnh hưởng của vụ sạt lở trên chủ yếu là kinh doanh mua bán các mặt hàng thủy sản, bán tạp hóa nên công tác di dời gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian. Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn đã hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Tam Giang cũng hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng. Trước đó, vào lúc 21 giờ tối ngày 25 tháng 5, tại ấp Kinh 17, xã Tam Giang, huyện Nam Căn xảy ra một vụ sạt lở với chiều dài khoảng 40 mét làm ảnh hưởng 6 căn nhà của người dân, ước tính thiệt hại tài sản trên 400 triệu đồng. Tam Giang là xã đầu tiên của huyện Nam Căn và cũng là địa phương thứ hai ở tỉnh Cà Mau xảy ra tình trạng sạt lở đầu mùa mưa năm 2013. Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn cho biết, trên địa bàn hiện còn hơn chục điểm nguy cơ sạt lở cao như Lâm Hải, Hàng Vịnh, Đất Mới, thị trấn Nam Căn.